Cơ sở đã được bền. Xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên tổ quốc nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 4, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật một số loại lan về để chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay chắc sẽ có chừng khoảng ba mấy loại lan đấy các bạn ạ. Thì rồi em cũng có để chia sẻ với mọi người trong sáng hôm nay luôn. Thì trước khi giới thiệu chia sẻ với mọi người những loại lan mà hôm nay em có, em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hình thức bán hàng của em sẽ được ship code COD đi cho tất cả các bạn ở khắp toàn quốc luôn ạ. Rồi các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận nơi cho các bạn á. Đấy, và giá chi tiết em thông báo ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé mọi người nhé. Đó. Và mọi người đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng em theo hai số điện thoại là 0984754102 và một số nữa là 0967615815 ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng hôm nay chúng em có luôn cho các bạn. Đó. Có một số loại hàng thì cũng về số lượng rất là nhiều. Và cũng đang chuẩn bị cho nụ. Và có những loại đang nở hoa rồi. Đấy. Như ở đây thì em có lan kiểu dẹt đây. Đó, lan kiểu dẹt thì về được độ khoảng 1 cân thôi. Lan kiểu dẹt thì có giá là 900.000 1 kg đấy ạ. Thì về độ 1 cân thôi, các bạn có thể lấy từ 3 lạng hoặc là trở lên nhé các bạn nhé. Đó, từ 3 lạng cũng có thể chúng ta trồng được một giò rồi. Cái lan kiểu dẹt này nó cũng khá là nhẹ. Đó. Đấy. Và còn đây là lan đơn cam các bạn. Lan đơn cam thì hôm nay lấy được có mấy cân, giá cũng khá là rẻ các bạn ạ. Đấy, hàng rất là dài đẹp mà giá lại rẻ nữa các bạn. Đấy, lan đơn cam thì cái loại dài đẹp này chỉ có giá là 1 triệu 100 nghìn thôi ạ. Đó, nó sẽ dài từ 10 cm trở lên nhé các bạn nhé. Lan đơn cam ạ. Chỉ về được có 3 cân thôi này. Đấy, 3 cân đơn cam. Mà được cái giá nó rẻ rẻ hơn những cái phiên trước rất là nhiều. Đấy. Như những phiên trước thì những loại dài dài này nó lên tới 1,3 triệu, 1,4 triệu cơ các bạn. Đó. Thì đấy. Đơn cam thì bây giờ đang hoa như này đây. Hoa đơn cam rất là sặc sỡ đúng không ạ? Đó. 1,1 triệu 1 kg cho cho cái loại dài từ 10 cm này trở lên nhé các bạn nhé. Còn cái này là loại ngắn đây các bạn. Cái loại ngắn ngắn như thế này đây thì giá rất là rẻ thôi các bạn. Chỉ có 800.000 1 kg thôi ạ. Đó, cái đơn cam này. Cái loại ngắn này là 800.000 1 kg ạ. Thì chỗ này chắc chỉ có độ khoảng 1 kg thôi các bạn. Cái loại ngắn này. Đó, cái ngắn thì nó vẫn cho hoa bình thường thôi các bạn. Đấy, như những khóm như này đây thì hoa như thân này nó vẫn cho được hai bông hoa này mà nó cũng chỉ có 3 mắt thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, nó chỉ có 3 mắt nhé, cả mắt này, 1 này, 2 này, 3 này, 3 mắt này mà nó vẫn cho hoa rồi nhé. Đó. Như thân này đây thì nó cũng cho hoa luôn này. Đấy, thân này còn ngắn hơn thân kia. Đấy, thân này như chỉ có 2 mắt thôi, nó vẫn cho hoa bình thường này. Đó. Đó các bạn thấy chưa? Nó chỉ là một cái thân mà bằng hạt ngô thôi mà nó vẫn cho hoa bình thường. Với cái lan đơn cam nên là cho dù ngắn hay dài thì nó cũng đều cho hoa cả nhá. Đó. Và tiếp theo đây thì em có cái loại hàng combo để cho các bạn đây, gồm có 11 loại lan nhé các bạn nhá. Có 11 loại lan chúng em làm cho các bạn là một combo đây. Thì dành cho những người bạn nào mới chơi mà muốn ghép cùng lúc là nhiều loại lan mà với cái giá tiền nó vừa phải. Đó. Với 11 loại lan này có giá là 450k nhé các bạn nhé. 450.000 ạ. Thì chi tiết về cái combo này là thì gồm có Vanda này. Đây Vanda hương chanh nhé các bạn nhé. Vanda hương chanh thì cho hoa, mùi hoa rất là thơm ạ. Đó, tuy rằng là cái màu sắc thì không được sặc sỡ như những cái loại hoa khác nhưng mà cái mùi hương của nó phải nói là nó phải đứng top nhất nhì. Tại vì mùi hương của nó tỏa rất là khắp cả vườn thôi. Đấy, chỉ cần một giỏ như thế này thôi là mùi hương của nó rất là thơm rồi. Và còn đây là lan ngọc thạch. Cái này ngọc thạch Bắc nhé các bạn nhé. Đây là lan hoàng thảo ngọc thạch. Cùng sẽ có gồm cả 3 màu và 2 màu nhé các bạn nhé. Cái ngọc thạch Bắc này thì em không đảm bảo được là nó sẽ ra được 3 màu hay là ra được 2 màu nhé. Và còn đây là lan sóc Lào. Đấy, dáng hương sóc Lào. Đó, một phần dáng hương sóc Lào.
Đó. Còn đây là phần thập hoa. Đấy, đây một phần thập hoa. Thập hoa thì bây giờ đang là vào đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Như thân này đây đang sưng nụ này, đó. Đấy, mới bắt đầu sưng nụ thôi các bạn ạ. Nên là lác đác có những mắt nụ là đang xuất hiện rồi. Còn đây là lan hương rừng. Đó, một phần lan hương rừng. Và còn đây là lan đùi gà dẹt. Đó, một phần lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì bây giờ đang bắt đầu sưng những cái mầm gốc nhé các bạn nhé. Chúng ta lấy chúng ta trồng làm giống để sang năm chúng ta chơi hoa. Và còn đây là một phần giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc thì hoa cũng rất là thơm, mùi hương của nó cũng rất là nồng nàn. Giáng hương tam bảo sắc thì nó sẽ gồm có 3 màu. Về cái mặt bông hoa của nó thì nó sẽ gồm có 3 màu là màu trắng, màu vàng và màu tím đó. Và còn đây là một phần lan thanh đạm sữa. Đây là một phần lan thanh đạm sữa nhá. Còn đây một phần lan tiên hài. Đây một phần lan tiên hài nhé các bạn nhé. Về mỗi loại để chúng ta đủ để trồng một giò. Và còn đây là một phần lan long tu xuân. Đấy, long tu xuân. Và còn đây là lan kiều vàng. Một phần lan kiều vàng nữa. Thì có giá là 450.000 cho một combo 11 loại lan này nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây là những cái phần lan mà hôm nay em có. Và hàng kg em có để chia sẻ mọi người. Thì như ở đây thì em có một phần môi tua này. Phần môi tua này thì chia sẻ mọi người là 50.000 này. 50.000 mà được một giò rất là to đẹp luôn. Đấy. Phần môi tua này là 50.000 nhé các bạn nhé. Đấy. Và còn đây thì có cái phần lan đuôi chuột. Phần lan đuôi chuột này thì em chia ra làm hai luôn này. Chia ra làm hai nhé các bạn nhé. Mỗi phần là 70.000 thôi. 70.000 một phần nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này lúc nữa em sẽ cân cho nó đều nhau và chia cây cho nó đều nhau nhé các bạn nhé. Thì mỗi phần lan đuôi chuột này là 70.000 nhé các bạn. Đó. Và còn đây em còn mấy bó, còn có 5 bó hạc vĩ rừng Lào đây. 5 bó hạc vĩ rừng Lào mỗi bó là 50.000 một bó nhé các bạn nhé. 50.000 một bó thôi ạ. Một bó như này là 50.000 này. Hạc vĩ rừng Lào nhé các bạn. Thân nó hơi tía tía. Cái này thì cũng có bạn là dễ bị nhầm với cái giáng hương cái hoàng thảo tam bảo sắc này. Đấy về cái loại này. Đấy. Cái này thì bây giờ vẫn còn đang sưng mầm nụ này. Đấy. Không biết mầm nụ hay kỳ nhỉ. Đây là mầm nụ chứ. Đây là mầm nụ các bạn ạ. Đấy. Và đây là cái mặt hàng lan này. Nó sẽ cho hoa vào chừng khoảng tháng 7 nhé các bạn nhé. Tháng 7 âm lịch. Đây là lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì có giá là 150.000 1 kg các bạn ạ. Hàng hôm nay về xanh mướt luôn. Mầm gốc. Đấy, những cái mầm này rất là dài rồi. Thì những cái mầm này sắp tới chúng ta sẽ chơi hoa vào từng chừng khoảng tháng 7 nhé các bạn nhé. Về chúng ta chăm sóc thêm tầm bằng mấy tháng thôi là chúng ta được xem hoa đó. Thì chỉ có giá là 150.000 thôi. Loại lan này rất là rẻ. Và còn đây là lan long nhãn này. Lan long nhãn thì hôm nay về được mấy cân thôi. Lan long nhãn đang chuẩn bị đi vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Đấy, lan long nhãn thì hình như là mùa này phải có nụ chứ. Vẫn chưa, chưa ra nụ các bạn ạ. Lan long nhãn thì nó sẽ nở hoa theo mùa lan phi điệp tím. Đó. Lan long nhãn cũng có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Và còn đây là thanh đạm sữa này. Thanh đạm sữa thì đấy, về được có mấy cân thôi. Về các bạn trồng vào chậu nó lên cây rất là đẹp ạ. Hàng rừng thì thân nó sẽ hơi nhỏ nhỏ nhưng mà về chúng ta nuôi được cả thân nó sẽ to như là con chân cái của chúng ta, rất là đẹp luôn ạ. Thì loại này cũng có giá rất là rẻ, chỉ 100.000 1 kg thôi các bạn. Thanh đạm sữa nhá, 100.000 1 kg. Và còn đây là lan kim thoa. Lan kim thoa đây. Toàn là hàng dề thôi các bạn. Đấy, các bạn thích lấy dề 5 lạng hay dề 1 cân có, dề 2 cân có nhé các bạn nhá. Thì lan kim thoa thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ nhé các bạn. Đây. Như thân ở đây đang có một cái nụ rất là to rồi này. Đấy, về lan kim thoa. Đó. Khá là nhiều thân đang có nụ nhé các bạn nhá. Bây giờ mới đang là đầu mùa nụ thôi nên là chỉ lác đác một vài thân nó đang ra nụ rồi thôi.
Còn những thân nào nó chưa ra nụ thì sắp tới nó sẽ ra nụ sau nhé các bạn nhé. Đấy. Và còn ở đây có một dề rất to này. Đấy. Có dề này rất là to luôn này các bạn. Dề này phải tầm khoảng 4 cân. Thì dề này bác nào thích thì em để cho là 600 nghìn đây. Dề rất là to. Toàn thân có lá thôi các bạn. Thân già thì chúng em cắt bỏ. Ở bên đầu mối họ cắt bỏ rồi họ lấy thân già họ bán bên Trung Quốc á. Đó. Nên là chỉ còn toàn thân có lá này thôi. Những thân có lá này đều cho hoa được hết nhé các bạn, mọi người nhé. Thì như dề này thì hình như cũng đang có nụ rồi. Đấy. Chưa thấy có nụ nhỉ. Về đấy. Dề to này chưa thấy có nụ các bạn ạ. Thì dề này là 600 nghìn nhé các bạn nhé. Một dề duy nhất ạ, to đẹp nhất ạ. Đó. Cái lan tím hoa đây. Bây giờ nó đang bắt đầu xuống lá để cho nụ nhé các bạn nhé. Và còn đây một mặt hàng nữa cũng có giá là 150.000 một kg. Đó là lan Vanda Hương Chanh. Đấy, Vanda Hương Chanh đang nở hoa này. Mấy nhành hoa đây mà thơm lắm các bạn ạ. Đấy, chỉ có hai nhành hoa ở đây thôi nhưng mà rất là thơm ạ. Mỗi một bó này là 80.000 nhé các bạn nhé. Một bó như này là 80.000 ạ, Vanda Hương Chanh ạ. Đó. Chúng em có test bó thành từng bó này để tiện cho mọi người đặt hàng để dễ hình dung ra là một bó chúng ta có thể ghép được một một giò không. Đấy, một bó này chúng ta sẽ ghép một giò thoải mái luôn ạ. Và còn đây là lan bạch nhạn đây các bạn. Lan bạch nhạn nhé các bạn nhá. Bạch nhạn đang đi vào mùa nụ nhé các bạn. Đó. Lan bạch nhạn thì có giá là 180.000 một kg. Hôm nay về được độ khoảng 5 kg hay sao ấy, chỗ này ạ. Đó. Đây, những cái nụ này nó có dài quá rồi nên là nó cũng bị gãy bớt này. Đấy. Nói chung là về cái dòng giáng hương này chúng ta chơi hoa ngay thì cây nó sẽ bị yếu. Nên là thường thường thì chúng em toàn cắt bỏ cái hoa để chúng ta ghép thuần để năm sau chúng ta mới chơi hoa thôi các bạn. Đấy, cái bạch nhạn 180.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây là lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi có giá là 280.000 một kg. Hoàng thảo vôi bây giờ đang lên mầm rất là khỏe rồi nhé các bạn. Đấy. Đó. Hoàng thảo vôi 280.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì có giá là 200.000 một kg. Nay chỉ còn độ khoảng 4 kg thôi. Sơn thủy tiên ạ. Và còn đây là lan hương rừng đây. Hương rừng có giá là 220.000 một kg. Đấy, 1 kg cũng được rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần nên mua nửa cân rồi chúng ta chơi được một giò rồi. Lan rất là đẹp rồi. Loại này chúng ta về trồng chậu cho thân nó đứng rất là đẹp ạ. Và còn đây là ngọc thạch Lào. Ngọc thạch Lào có giá là 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Và còn đây là ngọc thạch Bắc này. Ngọc thạch Bắc thì nó sẽ có lẫn lộn cả ba màu và cả hai màu nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang nứt nụ các bạn ạ. Đấy, ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang nứt nụ nhé các bạn. Như thân này vẫn chưa thấy nó có ra nụ này. Đấy, có những thân là đang nụ to như này rồi nhé các bạn nhé. Đó. Ngọc thạch Bắc nhá. Ngọc thạch Bắc có giá 220.000 một kg ạ. Đó. Và còn đây là giáng hương tam bảo sắc này. Giáng hương tam bảo sắc hàng kg đây. Thì có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Giáng hương tam bảo sắc thì các nhà vườn thì nay cũng đang nhập hàng để cho vào vườn ghép rất là nhiều. Tại vì mùa này thì cây phát triển rễ mạnh nhất trong năm. Thì là cái mùa mà chúng ta dễ thuần cây nhất. Để cây phát triển tốt nhất ghép mới và để cây phát triển tốt nhất là vào cái mùa này. Đấy. Về các dòng giáng hương thì mùa hè là cái mùa cây ra rễ rất là mạnh luôn. Đó. Thì cái này có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 250.000 một kg ạ. Và còn đây là lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng ở trên lát nữa ở trên đấy thì ở trên kia thì có cả nhất điểm hồng nữa nhé các bạn nhé. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ luôn. Nhất điểm hoàng hôm nay chỉ có giá là 100.000 một kg thôi các bạn. 100.000 một kg nhé. Và còn đây là lan đuôi chồn. Lan đuôi chồn thì cây cũng vừa vừa rồi. Đấy. Đây cái lan đuôi chồn này có giá là 280.000 một kg đấy ạ. Đó, chỉ có được có mấy kg thôi. Đấy. Lan đuôi chồn cũng rất là ít hàng. Và còn đây là lan ý ngọc. Lan ý ngọc bây giờ đang hoa và đang còn nụ nhé các bạn nhé. Lác đác. Đấy.
Hình như gần như là đang nở hoa gần hết rồi các bạn ạ. Đấy. Rất có nhiều thân đang nụ, những cái nụ này lúc các bạn đặt hàng thì đến tay các bạn sẽ nở hoa này, những cái nụ này về chúng ta vẫn được xem hoa để làm giống. Đấy. 300.000 1 kg nhá các bạn nhá, lan ý ngọc ạ. 300.000 1 kg lan ý ngọc ạ. Đấy, đây là mặt bông của lan ý ngọc đây, cánh hồng họng tím nhá các bạn nhá. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan thập hoa đây. Lan thập hoa 10 đây. Lan thập hoa thì bây giờ đang ra nụ như này này, đang lác đác cho những thân ra nụ như này. Bây giờ đang là đầu mùa ra nụ nên là còn rất nhiều thân là vẫn còn chưa nảy nảy mắt nụ đâu các bạn ạ. Đó. Lan thập hoa có giá là 150.000 1 kg đấy ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Toàn là hàng khóm hàng dề đấy, nó cũng vừa vừa, nó không phải to lắm. Đấy. Nói chung là dề 1 kg thì không có đâu, nhưng mà dề 3 lạng, dề 5 lạng có. Đó. Và tiếp theo đây là lan kim điệp xuân này. Kim điệp xuân bây giờ cũng đang lên mầm gốc rất là khỏe rồi. Đấy, kim điệp xuân có giá là 150.000 1 kg nhé mọi người nhé. Về lan kim điệp xuân, mẻ lan kim điệp xuân cũng rất là đẹp ạ. Đấy, được cái thân to đẹp. Đó. Kim điệp xuân đấy ạ. Và còn đây là kim điệp nhựa, hôm nay về được độ vài cân. 2 cân như này. Kim điệp nhựa có giá là 180.000 1 kg nhé mọi người. Đó, 180.000 1 kg kim điệp xuân ạ. Đó. Và còn đây là long tu xuân này. À đâu. Cái này là kim điệp nhựa, em lại nhầm. Này là kim điệp nhựa thì có giá là 180.000 1 kg nhé. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì có giá là 280.000 1 kg ạ. Đấy. Hàng long tu xuân thì cái này lúc sáng thì các bạn ấy có đóng mấy đơn hàng mà để làm rỗi tung hết rồi. Đấy. Hàng thì to nhỏ lẫn lộn nhá các bạn nhá. Kim điệp cái về cái long tu xuân này thì cái cây bây giờ cũng đang lên những cái mầm gốc rất là khỏe như này rồi đây các bạn. Đó. Mầm gốc đang lên nhá các bạn nhá. Thì có giá là 280.000 1 kg nhá. Và còn đây là sóc Lào. Sóc Lào có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn. Nay chỉ còn độ khoảng 5 kg này. Đấy, về cái sóc Lào này. Và còn đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc đây. Thân to đẹp, đang lên mầm gốc rất là khỏe. Đó. Đấy. Vẫn còn có thân, nó vẫn còn đang nở hoa kìa. Đấy, về cái hạc vĩ Bắc đây. Bông của nó rất to, to hơn cái bông của hạc vĩ Lào. Đấy, lạc đác còn có một bông để mà nó khoe sắc ở đây. Về cái hạc vĩ Bắc này thì thân nó đặc điểm nó thân nó sẽ mềm hơn cái hạc vĩ Lào. Đó. Và thân của nó thì sau này chúng ta nuôi được thân thì thân nó rất là to luôn ạ. Có những thân to như thân phi điệp của mình luôn. Đó. Về cái hạc vĩ Bắc này có giá là 280.000 1 kg nha các bạn. Đó. Và còn đây mặt hàng hôm nay về nhiều nhất đây là lan kiều vuông, kiều mỡ gà đấy ạ. Thì cái loại lan này cũng đang chuẩn bị cho chúng ta xem hoa nhé các bạn nhé. Bây giờ là cây vẫn chưa cho nụ đâu, nhưng mà chỉ cần sau nửa tháng nữa thôi là cây bắt đầu nứt mắt nụ nhé các bạn nhé. Thì chỉ cần tháng sau nữa là chúng ta xem hoa kiều mỡ gà này. Đấy. Thì cái kiều mỡ gà này có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Lan kiều mỡ gà. Đấy. Chỉ khoảng tháng sau nữa thôi là những cái mắt này nó sẽ bắt đầu sưng cho chúng ta xem hoa. Đấy. Kể cả những thân ngắn ngắn như này nó vẫn cho hoa bình thường nhé các bạn nhé. Kiều mỡ gà. Đấy. Mẻ kiều mỡ gà hôm nay cũng rất là đều nhau và rất là nhiều lá. Chứ không phải là gần như là không không. Những thân nào mà không có lá gần như là không có. Thân nào có lá các bạn ạ. Đấy. Kiều mỡ gà có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Lá xanh mướt luôn này. Và tiếp theo đây em có lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì mới hết mùa hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Đùi gà tròn thì mới tàn mùa hoa. Hàng cũng rất đẹp luôn ạ. Đấy. Như đây. Còn có những thân mà vẫn còn giữ được bông đây. Đấy. Về cái lan đùi gà tròn thì đẹp khỏi nói rồi. Đấy. Màu tím rất là đẹp luôn này. Đó, về lan đùi gà tròn bông rất là to và mùi hương thì nó thoang thoảng nồng nàn một chút.
đó đấy, thấy cái lan đùi gà tròn nhá các bạn nhá, đùi gà tròn có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, 220.000 1 kg là cái đó. Còn nói chung là nếu mà những cái hàng mà rời rời, những cái hàng rời rời như này chúng em sẽ lọc bỏ ra rồi chúng em sẽ bán với cái giá nó rẻ hơn. Đấy, ví dụ như đây, những cái loại hàng rời rời như này thì có giá là 180.000 1 kg thôi nhé các bạn. Đấy, chúng em phân loại ra để bán chia sẻ với mọi người. Những cái hàng rời rời nó xấu xấu thì có giá là 180.000 1 kg thôi. Đấy, như đây em đã lọc ra được độ khoảng cân rồi này. Đấy, như này chắc cũng gần cân rồi. Đó, chúng em lọc hàng trực tiếp luôn cho mọi người xem. Đấy, đấy, thân này cũng rời nhưng mà thân to đẹp đúng không? Thì cho vào hàng đẹp được. Còn thân nào mà rời mà gầy quá thì cho vào cái hàng này. Đấy, thì là giá là 180.000 nhé các bạn nhé. Đấy, loại hàng mà 280.000 thì 220.000 thì các bạn nhìn thì biết luôn đấy, mướt mát như này nhá. Đấy, hàng mẻ hàng rất đẹp luôn ạ. Thân vàng óng. Đó. Và tiếp theo đây thì em có lan hoàng thảo xoắn này. Hoàng thảo xoắn thì còn độ mấy cân đây? Thì mai sáng mai thì mới có hàng mới về tiếp, độ khoảng 20 cân nữa về cái hoàng thảo xoắn này. Hôm nay có mấy cân này? Chắc độ 3 4 cân. Về cái hoàng thảo xoắn này, hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 1 kg nha các bạn. Hoàng thảo xoắn cho bông rất là to và đẹp ạ. Đấy, 300.000 1 kg. Còn đây là lan tiên hài. Lan tiên hài có giá là 100.000 1 kg thôi các bạn. 100.000 1 kg lan tiên hài ạ. Đó. Và còn đây là lan kiều vàng. Kiều vàng có giá là 180.000 1 kg nhé mọi người. Đó. Về lan kiều vàng này. Đấy. Thân to thân nhỏ lẫn lộn nha các bạn nhá. Lan kiều vàng nhá. Lan kiều vàng thì mùa này cũng khá là khan hàng rồi đấy. Thì hôm nay về được có chừng này hàng thôi này. Đấy. Về cái lan kiều vàng thì bây giờ cũng đang cây đang nở hoa đây. Đang là mùa hoa lan kiều vàng đấy mọi người. Đó. Cánh trắng họng vàng nhé các bạn nhá. Cánh trắng họng vàng ạ, về cái lan kiều vàng ạ. Đó. Và còn tiếp theo đây còn còn cái lan lan hoàng lạp đây, hoàng lạp bây giờ đang lên mầm gốc này các bạn này. Vì lan hoàng lạp thì cũng mới hết mùa hoa cách đây độ khoảng 15 ngày thôi. Đấy, lan hoàng lạp thì nó cho hoa rất là đều nhau, chứ nó không nở rải rác như những loại khác. Đấy, cái lan hoàng lạp thì có giá là 150.000 1 kg thôi, lan hoàng lạp ạ. Còn đây lan nhất điểm hồng đây các bạn. Ở đây có cả lan lan thập hoa nữa nhé các bạn nhìn nhé. Lan thập hoa thì có giá 150.000 1 kg ạ. Đấy, lan lan thập hoa đấy ạ. Chúng nhìn thì thân nó khá giống nhau nên là các bạn để cũng khá là lẫn lộn đấy. Đây lan thập hoa nhé. Lan thập hoa thì như thân này nó bị gãy này. Đấy, lan thập hoa thì cũng mới tàn mùa hoa nhé các bạn. Về chúng ta nuôi những mầm gốc này, những mầm gốc đang lên cũng rất khỏe này. Đó. Đấy, những mầm gốc này nhá. Về chúng ta phun luôn B1 được rồi, những mầm gốc như này á các bạn ạ. Thì ngâm B1 hoặc phun B1 nhé các bạn. À đâu, em xin lỗi mọi người nhé, cái này lan báo hỷ đấy. Em nói lộn là thập hoa này, nó là lan báo báo hỷ đấy. Còn đây là nhất điểm hoàng này, nhất điểm hồng này. Đấy. Đấy, lan báo hỷ có giá là 150.000 1 kg nhé mọi người nhé. Đó. Còn đây là lan nhất điểm hồng đây. Nhất điểm hồng thì có giá là cũng là 150.000 1 kg các bạn ạ. Lan nhất điểm hồng thì xem thân cũng rất là đẹp. Đó. Đây là một số lác đác một số mặt bông của nhất điểm hồng là vẫn còn đang giữ được bông đây thì mới nở đây. Thì cánh trắng họng 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 hơi màu cam cam một tí nhá các bạn nhá. Màu đỏ các bạn ạ. Đấy, kiểu như là màu đỏ cờ ấy. Đó. Về cái nhất điểm hồng ạ. Và còn ở đây có mấy bó kiếm đỏ. Kiếm đỏ thì có giá là 60.000 một bó này. Mỗi một bó này về chúng ta trồng được một chậu khá là đẹp nhé các bạn nhé. 60.000 một bó rồi ạ. Thì về cái lan kiếm đỏ này ạ. Kiếm đỏ Cao Bằng nhé các bạn nhé. Chuẩn rừng Cao Bằng luôn ạ. Đó. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người. Và em đã báo giá chi tiết.
từng loại cho các bạn đặt hàng thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984 754 102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn ạ.